Cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Vừa tảng sáng, các thượng tế hội nghị và các kỳ lão, luật sĩ và toàn thể công nghị, họ đã trói Chúa Giêsu và giải nạp cho người Phi-la-tô. Phi-la-tô hỏi: Ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giêsu đáp: Ông nói đúng. Và các thầy thượng tế cho người nhiều điều, tố cáo nhiều điều. Phi-la-tô lại hỏi người rằng: Ông không trả lời gì ư? Hãy coi họ tố cáo ông biết bao nhiêu điều. Nhưng Chúa Giêsu không trả lời gì thêm, khiến Phi-la-tô ngạc nhiên. Và mỗi dịp lễ, quan có thói quen phóng thích cho dân một người tù tùy ý họ xin. Bấy giờ trong khám có tên Ba-ra-ba bị giam cùng với những kẻ phiến loạn, vì chúng đã giết người trong cuộc khởi loạn. Dân chúng tiến lên Phi-la-tô xin ân xá theo quan quen làm. Vậy Phi-la-tô hỏi: Các ngươi có muốn ta phóng thích cho các ngươi vua dân Do Thái không? Vì quan biết rõ do lòng ghen tương mà các thượng tế nộp người, nhưng dân xin quan phóng thích Ba-ra-ba cho họ. Phi-la-tô bảo dân chúng rằng: Các ngươi muốn ta làm gì cho vua dân Do Thái? Nhưng chúng lại kêu lên: Đóng đinh nó đi. Phi-la-tô đáp lại: Người này đã làm gì nên tội? Xong chúng lại càng la to hơn: Đóng đinh nó đi. Sau cùng Phi-la-tô muốn vừa lòng dân, liền tha Ba-ra-ba và trao Chúa Giê-xu cho chúng đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Quân lính điều người vào sân tiền đường và tập họp cơ đội lại. Chúng mặc áo choàng đỏ cho người, rồi cuốn một vòng gai đặt trên đầu người, đoạn chào người rằng: Tâu vua dân Do Thái. Rồi chúng lấy cây sậy đánh đầu người, khạc nhổ vào người và quỳ gối chiều bái người. Khi đã nhạo cười người, chúng lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục cho người, và chúng điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Chúng gặp một người qua đường tên là Simon, quê ở Cyrene, là thân phụ của Alessandro và Rufo, vừa ở ngoài đồng về. Chúng bắt ông vác đỡ thập giá cho người. Chúng điệu người đến nơi kia gọi là Golgotha, nghĩa là núi sọ. Chúng cho người uống rượu pha mộc dược, nhưng người không uống. Chúng đóng đinh người vào thập giá, rồi chúng chia nhau áo người bằng cách bắt thăm xem ai được phần nào. Vào lúc giờ thứ ba, chúng đã đóng đinh người vào thập giá, và có bản án ghi rằng vua dân Do Thái, và cùng với người chúng đóng đinh hai tên trộm cướp vào thập giá, một đứa bên hữu, một đứa bên tả người. Như vậy là ứng nghiệm lời Thánh Kinh rằng người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác. Những người qua đường sỉ nhục người, lắc đầu và nói: Kìa, kẻ phá đền thờ Thiên Chúa và xây lại trong 3 ngày, hãy tự cứu mình xuống khỏi thập giá đi. Các thượng tế với các luật sĩ cũng nhạo báng người và nói với nhau: Nó đã cứu được những kẻ khác mà không tự cứu mình. Bây giờ, Đấng Kitô, vua Israel, hãy xuống khỏi thập giá đi, để chúng ta thấy mà tin nào. Cả những kẻ cùng chịu đóng đinh với người cũng lăng nhục người. Từ giờ thứ 6 tới giờ thứ 9, tối tăm bao trùm toàn thể lãnh thổ. Và đến giờ thứ 9, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng: Eloi, Eloi, lama sabachthani, nghĩa là: Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi, tại sao Chúa bỏ tôi? Có mấy người đứng đó nghe thấy liền nói rằng: Kìa, nó gọi Elia. Bấy giờ có kẻ chạy đi nhúng miếng bông biển đầy giấm và cuốn vào cây sợi và đưa lên cho người uống mà rằng: Hãy đợi xem Elia có đến đem nó xuống không. Nhưng Chúa Giêsu kêu lên một tiếng
và chút hơi thở. Xin mời cộng đoàn quỳ. Xin mời cộng đoàn đứng. Màn đêm trong đền, màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Viên sĩ quan đứng trước mặt người, thấy người kêu lên và chút hơi thở như thế, liền nói rằng: đúng người này là con Thiên Chúa. Cũng có những phụ nữ đứng nhìn từ đằng xa, trong số đó có bà Maria Magdalena, Maria mẹ của Giacôbê hậu và của Giuse, và bà Salome, là những kẻ đã theo giúp người khi người còn ở xứ Galilea, và nhiều người khác cũng đã lên Jerusalem với người. Trời đã xế chiều và hôm đó lại là ngày chuẩn bị áp ngày Sa-bát. Ông Giuse quên ở Arimathea, một hội viên vị vọng trong hội nghị, cũng là người trông đợi nước Thiên Chúa. Ông mạn dạn đến gặp Phi-la-tô và xin xác Chúa Giê-xu. Phi-la-tô ngạc nhiên nghe nói người đã chết. Ông gọi viên sĩ quan đến và hỏi xem người đã chết thật chưa. Khi được viên sĩ quan phúc trình, quan trao xác người cho Giu-se. Giu-se đã mua một khăn trắng, hạ xác Chúa Giê-xu xuống khỏi thập giá, liệm vào khăn và đặt trong mộ đã đục sẵn trong đá, và lăn một tảng đá lấp cửa mộ. Lúc đó, bà Maria Magdalena và Maria mẹ ông Giuse nhìn xem nơi người được an táng. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe Thánh Marco thuật lại ký khung cảnh của tòa án Phi-la-tô khi xét xử Chúa Giê-xu. Bà tin mừng anh chị em vừa nghe là bài ngắn chứ không phải là bài dài. Tuy vậy, chúng ta vẫn có thể hiểu và biết được cái diễn tiến trong cái vụ án này. Thánh Marco như muốn chúng ta, mỗi người như thể thực sự đang hiện diện trong cái khung cảnh xét xử ấy, để cho chúng ta có thể hiểu được, có thể cảm nhận được cái khung cảnh lúc bấy giờ nó nóng hừng hực như một cái thùng thuốc súng. Và cái thái độ của những người Do Thái, các thế lực đạo đời lúc ấy có thể nói được rằng đằng đằng sát khí. Thưa anh chị em, tại sao Đức Giê-xu Ki-tô con Thiên Chúa lại phải chết? Ngài hoàn toàn có thể thoát khỏi cái chết một cách dễ dàng bởi quyền năng của Ngài. Đức Giê-xu không bị giết và không bị chết, thưa anh chị em, nếu như Ngài không muốn. Nhưng ở đây Đức Giê-xu hoàn toàn tự do và tự nguyện. Ngài đã hiến thân chịu chết vì điều gì? Như là Kinh Thánh Kính chúng ta vẫn tuyên xưng, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Và như mục đích Đức Giê-xu đã từng tuyên bố, con người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đức Giê-xu đã chết để hoàn tất cái kế hoạch, cái chương trình mà Thiên Chúa đã ủy thác cho Ngài. Ngài chết chỉ vào một điều, đó là cũng vì yêu thương nhân loại tội lỗi của chúng ta. Qua cái chết của Đức Giê-xu, chúng ta có thể thấy được có những cái bất ngờ khiến cho Chúa phải đau lòng. Nhưng bên cạnh đó cũng có những bất ngờ làm cho Chúa được an ủi. Cái bất ngờ khiến Chúa đau lòng đó là gì? Đó là đám đông dân chúng, thưa anh chị em,
Hằng ngày khi mà Chúa còn ở giữa họ, được nghe Chúa giảng dạy, họ vỗ tay khen thưởng, họ tấm tắc khen hay lời uy quyền, lời quyền năng. Rồi những lúc mà Chúa thực hiện những phép lạ, chữa cho người này người kia được khỏi, họ đi theo Chúa. Chúa đi tới đâu, họ đi theo Chúa tới đó. Những lúc Chúa cho họ được ăn uống no nê, và rồi khi Chúa vào thành, người ta còn háo hức trải cả áo mình cho Chúa đi lên, tay cầm lá và miệng hô hoan hô con vua David, rất là háo hức, rất là vui mừng, toàn những lời hay ý đẹp và tấm lòng đầy thiện chí. Thế nhưng mà chỉ ít một thời gian sau đó thôi, thì ta thấy cũng vẫn những con người đó, nếu trước đây họ coi Đức Giêsu là một vị ngôn sứ, thì bây giờ họ coi Ngài như là một tên tội phạm nguy hiểm, cần phải loại trừ ngay và liền. Đúng như thế gian đã từng nói, được thời then thích chen chân đến, thất thế hương lân ngoảnh mặt đi. Hay là dò sông dò biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người. Cái bất ngờ thứ hai khiến Chúa đau lòng đến từ Giu-đa. Giu-đa là học trò của Chúa mà, và cứ theo lẽ thường được thầy của mình huấn luyện, thì từng năm tháng cái tình cái nghĩa nó sẽ dày lên, nó sẽ đầy đặn hơn. Mà đây Chúa không chỉ huấn luyện Giu-đa về những cái kỹ thuật này kỹ thuật kia, nhưng là Chúa xây dựng cho Giu-đa cái niềm tin. Chúa chỉ bảo cho Giu-đa cần phải sống cái tình cái nghĩa. Chúa huấn luyện Giu-đa với kỳ vọng để sau này Giu-đa cũng như những anh em tông đồ khác trở thành lưới người. Và hẳn là Giu-đa nhiều lần được đồng bàn với thầy Giê-xu. Ấy vậy mà Giu-đa đã trở mặt, đã bán đứng thầy với 30 đồng bạc. Anh chị em biết rằng nụ hôn nó là một cái điều gì thiêng liêng lắm của một người dành cho người khác để diễn tả cái tình yêu, diễn tả cái tình mến. Ấy vậy mà Giu-đa đã dùng nụ hôn như dấu hiệu để nhận biết một kẻ tội phạm nguy hiểm. Chúa Giê-xu cũng biết trước Giu-đa sẽ bán mình chứ. Thế nhưng mà Chúa Giê-xu không ngờ rằng Giu-đa lại bán mình với cái giá 30 đồng bạc. Quả là Đức Giê-xu bị một vố đau. Không chỉ đau bởi vì những cái công sức mình huấn luyện một học trò, nhưng đau bởi vì ma quỷ đã chiến thắng Giu-đa. Đến mức mà Chúa Giê-xu phải thốt lên, đã hẳn con người phải ra đi như lời đã chép, nhưng kẻ nộp con người thà nó đừng sinh ra thì hơn. Cái bất ngờ thứ ba khiến cho Chúa phải đau lòng là ông Phê-rô, vị tôn đồ trưởng. Ông rất mạnh mẽ, rất hùng hồn khi tuyên bố dẫu có ai vấp ngã vì thầy, còn con thì không bao giờ. Nhưng mà Chúa nói với Phê-rô, Chúa cảnh báo trước, gà chưa gáy con đã chối thầy 3 lần. Thưa anh chị em, Phê-rô đã từng tuyên bố một cách hùng hồn, bỏ thầy thì con biết theo ai, và ai vấp ngã không biết, nhưng con thì không bao giờ. Ấy vậy mà khi thầy bị bắt, Phê-rô chỉ đứng xa xa mà nhìn, rồi khi bị một tớ gái chất vấn thì Phê-rô không chỉ là chối sơ sơ đâu, mà là chối một cách quyết liệt, tôi không biết người đó là ai. Cả các tông đồ khác cũng vậy, cũng chạy bay chạy biến mất. Và những cái giây phút mà Chúa Giê-xu bị bắt, cần những người anh em ở bên cạnh để an ủi, để nâng đỡ, thì không thấy ai hết.
Vào những cái lúc mà mạng sống của Đức Giêsu ranh giới giữa sự sống và sự chết như chỉ mảnh treo chuông, nhưng nhìn xuống chẳng có ai. Đấy chẳng phải là một bất ngờ khiến Chúa phải đau đớn sao? Rồi Phi-la-tô, một người đại diện cho chính quyền, một người cầm cân đẩy mực, một người đại diện cho công lý. Đáng lẽ ra ông phải bảo vệ sự công bằng, bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải, bởi vì ông biết rõ Đức Giêsu chẳng phạm tội gì, chỉ vì cái sự ganh tương, đố kỵ, ghen ghét mà người ta nộp ngài. Thế nhưng vì chiều lòng đám đông dân chúng, vì sợ mích lòng các thế lực đạo đời, và nhất là vì để giữ cái ghế của mình, cái ghế đó là cái ghế quyền lực, nó gắn với cái lợi lộc, cho nên ông sẵn sàng giao nộp Đức Giêsu cho người ta giết. Thưa anh chị em, đấy là những bất ngờ khiến Chúa đau đớn. Thế nhưng bên cạnh đó cũng là những bất ngờ làm cho Chúa được an ủi rất nhiều. Trên đường lên núi Sọ, Đức Giêsu vác thập giá, và vào những cái lúc gọi là ngã gục xuống thì đã được một bờ vai ghé vác lấy. Đấy không phải là những người thân quen với ngài, đấy không phải là những người đồng đạo với ngài, nhưng đó là một người xa lạ, đó là một người ngoại giáo, Simon Kyrene. Cho nên ta có thể nói rằng trên đường vác thập giá lên núi Sọ thì đó là cử chỉ đẹp nhất mà Đức Giêsu đã nhận được, và điều đó đã an ủi ngài. Rồi ở trên thập giá, đóng đinh với ngài là hai tên gian phi. Hẳn là hai tên này phạm cái tội gì đó rất nặng đến mức mà người ta không thể tha được, phải đóng đinh thôi, phải giết chết thôi. Ấy vậy mà một tên gian phi đã tự cho mình có cái quyền để mà sỉ nhục Chúa, thách thức Chúa cùng với biết bao những con người khác đang nhục mạ Chúa. Ông có giỏi thì xuống khỏi thập giá đi. Thế nhưng chính cái lúc bị phỉ báng như vậy thì một tên gian phi khác lại lên tiếng bênh vực Đức Giêsu. Ông này có làm gì xấu đâu. Thưa anh chị em, đấy cũng là một niềm an ủi cho Đức Giêsu khi biết bao nhiêu người được Chúa là ân nhân, được Chúa hướng dẫn và dạy dỗ, nhưng xem ra chẳng ai bênh vực ngài, thì một tên tội đồ lại dám bênh vực ngài. Ngày hôm nay anh sẽ được ở trên thiên đàng với ta. Rồi chúng ta cũng thấy bất ngờ tiếp theo, đó là khi Đức Giêsu tắt hơi thở, màn trong đền thờ xé ra làm đôi. Chứng kiến cái cảnh đó, đâu phải chỉ có một viên đại đội trưởng, đâu phải chỉ có những tên lính tráng đứng gần đó canh xác của Chúa, mà có biết bao nhiêu những người Do Thái, biết bao nhiêu những kẻ mong muốn ngài chết đứng đó để rình xem thực sự ngài có chết chưa, để mong muốn ngài phải chết. Và khi ngài tắt thở, cái bức màn sẽ ra làm đôi, thì trong số những người đó không ai đã sám hối, không ai đã đấm ngực của mình. Chỉ có viên đại đội trưởng, một người đã tham gia vào trong việc giết Chúa, ông đã đấm ngực của mình và nhìn lên Đức Giêsu và tuyên bố: quả thực người này là con Thiên Chúa. Thưa anh chị em, đấy là những bất ngờ khiến cho Chúa được an ủi. Ngày hôm nay, tôi và anh chị em, chúng ta thử nhìn lại mình xem, chúng ta có nằm trong số những người khiến cho Chúa một cái sự bất ngờ phải đau lòng, hay chúng ta là những yếu tố bất ngờ làm cho Chúa được an ủi. Hẳn là trong cuộc sống đức tin của mình, có nhiều lúc tôi và anh chị em cũng giống như đám đông dân chúng. Chúng ta nhận biết bao những ơn lành của Thiên Chúa. Thế nhưng nhiều lúc chúng ta cũng đã quay lưng, chúng ta cũng đã phản bội ngài.
chúng ta đã lên án Ngài. Và không phải lên án Ngài một cách trực tiếp, mà chính khi chúng ta phản bội nhau, vợ chồng phản bội nhau, cha mẹ phản bội con cái, hay là con cái phản bội cha mẹ, thì đấy đều là những yếu tố bất ngờ khiến cho Chúa phải đau lòng. Có một lúc nào đó tôi và anh chị em cũng giống như Giuđa và với như Phêrô, chúng ta cũng tuyên bố mình tin Chúa, mình yêu Chúa. Thế nhưng nhiều lúc mình cũng gọi là tạm quên Chúa đi để theo đuổi một cái mối lợi nào đó, một cái mục đích nào đó. Bởi vì cái mối lợi trước mắt nó quá hời, bởi vì một số tiền nó quá nhiều, cho nên mình đánh, mình nghĩa là bỏ qua cái lương tâm của mình, mình bỏ qua cái sự hướng dẫn của lý trí, của lời Chúa. Hay như nhiều lúc chúng ta cũng giống Phi-la-tô, chúng ta chứng kiến cái điều phải, chúng ta thấy những cái điều trái. Điều phải mình không dám bênh vực, điều trái mình không dám lên tiếng để phản đối, để điều chỉnh. Thưa anh chị em, chúng ta có khác gì những người đó đâu. Bây giờ chúng ta khẳng định mình là những người mang yếu tố bất ngờ cho Chúa đau lòng hay không, thì thưa anh chị em, nó đều là dở hết. Nhưng mỗi người ngày hôm nay qua bài tin mừng này, đối diện với cái chết của Chúa Giêsu, chúng ta hãy nhìn vào trong sâu thẳm nội tâm của chúng ta, nhìn vào hoàn cảnh sống của chúng ta, cuộc sống của chúng ta, để xét lại coi niềm tin của chúng ta khi đối diện với những hoàn cảnh sống như thế nào, thái độ của chúng ta như thế nào. Chúng ta có nhìn lên Chúa, chúng ta có trung thành với Chúa, chúng ta vẫn tiếp tục yêu mến Chúa và tin vào Chúa, hay là chúng ta chạy theo những điều khác, ngẫu tưởng, danh vọng, chức quyền và theo bản năng của xác thịt. Thưa anh chị em, Chúa đã chết và Ngài sẽ sống lại để đem lại cho chúng ta sự sống mới, để tiêu diệt tội lỗi nơi chúng ta, để giành lại chúng ta từ tay của thế lực ác thần mà đưa về cho Thiên Chúa, để trả cho chúng ta trở lại cái tình trạng thánh thiện nguyên thủy. Nhưng Thiên Chúa còn muốn mỗi người chúng ta hãy để cho Chúa thực hiện điều đó. Nếu Chúa muốn cứu độ chúng ta mà chúng ta không muốn, thì đó là tự do của mỗi người, Chúa cũng chẳng làm gì được. Ước mong mỗi người chúng ta nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Chúa, nhận ra sự yếu đuối tội lỗi của bản thân mình mà sám hối, mà ăn năn, đồng thời hướng lên Chúa, bám lấy Chúa để nhận được ơn tha thứ và được ơn cứu độ của người. Mà cộng đoàn đứng dậy, chúng ta tuyên xưng đức tin.